Quyển 1 Chương 1 Mới gặp gỡ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chỉ thấy một người đàn ông anh Tuấn từ trên chiếc xe Lamborghini bước xuống Này, tiểu thư, cô không sao chứ Này, tiểu thư, cô tỉnh lại đi Người đàn ông xuống xe nhìn thấy người phụ nữ nằm trên mặt đất Còn tưởng rằng là người giả vờ bị đụng Đi tới mới phát hiện hạ tịch nguyệt thật sự bất tỉnh Người đàn ông đưa tay sờ đầu cô gái Rất nóng, bị bệnh chẳng cách lại té xỉu. Vì vậy mà lần đầu tiên trong đời Âu Dương Thụy làm việc thiện đem người phụ nữ lên xe đi đến bệnh viện, vừa lên xe, người đàn ông cầm điện thoại di động gọi cho viện trưởng bệnh viện thành phố, cũng chính là Âu Dương Thụy gọi điện thoại cho tiểu tư đồ Triệt này. Triệt, mình là Thụy đây, hiện tại trên đường mình gặp một người phụ nữ bị té bất tỉnh, định đưa đến bệnh viện, cậu chuẩn bị một chút đi. Bên kia tư đồ Triệt còn chưa có thoát ra từ trong cơn chấn kinh, cái gì phụ nữ á cậu lúc nào thì có phụ nữ mà mình không biết còn cậu nữa lúc nào thì trở về anh ai mình tư đồ triệt lời còn chưa nói hết thì bên kia âu dương thụy đã không nhịn được cúp di động cái người này vẫn vậy không chịu nói nói một chút thật là tức đến chết mà không đợi người ta nói hết lời hừ tư đồ triệt tức giận cúp điện thoại ở cửa bệnh viện chờ tên kia đến chỉ thấy chốc lát một chiếc lamborghini dừng ở cửa bệnh viện chỉ thấy người đàn ông xuống xe đi tới ghế phụ ở hàng trên ông người phụ nữ xuống xe đi tới trước mặt tư đồ triệt cậu xem một chút đi rốt cuộc cô ấy như thế nào rồi tư đồ triệt không thể tin trận to mắt người anh em của anh này cho tới bây giờ chưa bao giờ khẩn trưởng vì bất kỳ người phụ nữ nào có một khoảng thời gian anh nghĩ cậu ta là gây khẩn trương như vậy không phải là người phụ nữ trong kim ốc tàn kiều của cậu đó chứ âu dương thụy trận mắt nhìn tư đồ triệt một cái tư đồ triệt thức thời ngậm miệng không nói lời nào nhường đường để cho âu dương thụy bế hạ tịch nguyệt đến phòng bệnh sau một loạt kiểm tra tư đồ triệt chuyên nghiệp nói dinh dưỡng không đầy đủ dính vào gió rét không có việc gì đâu chỉ cần nghỉ ngơi một ngày là tốt âu dương thụy ừ một tiếng nhưng không nói tiếp tư đồ triệt gấp gáp không chịu được đến bên cạnh muốn biết cậu ta và người phụ nữ này có quan hệ như thế nào xem mặt cậu ta không phản ứng anh cũng thức thời đi ra ngoài trong phòng bệnh chỉ còn lại âu dương thụy và hà tịch nguyệt âu dương thụy nhìn gương mặt tái nhợt của hà tịch nguyệt rốt cuộc có chuyện gì xảy ra mà làm cô nhu nhược đến mức này làm cho người ta muốn thương yêu anh cũng không hiểu mình tại sao lại đối với người phụ nữ lần đầu gặp mặt này sinh ra tình thương cảm cái cảm giác muốn bảo vệ cô không tự chủ được liền xông ra ngủ một buổi chiều hà tịch nguyệt mở mắt ra đã nhìn thấy một người đàn ông xa lạ ngồi ở trước giường của mình cô thề đây là lần đầu tiên trong đời cô gặp một người đàn ông xinh đẹp như vậy nhất thời quên mất phản ứng thật lâu sau mới tìm được âm thanh của mình thầm mắng mình là hoa si háo sắc anh là ai đây là đâu âu dương thụy vui mừng nhìn thấy cô có phản ứng hoa si với mình vui vẻ nói đây là bệnh viện cô ngất xỉu trên đường cho nên tôi đưa cô tới à cảm ơn anh không có việc gì dù sao cũng là do tôi lái đụng vào cô tôi biết tự tôi không phải là vì xe của anh mới xỉu, tôi đã ngủ bao lâu rồi. Một buổi chiều. Một buổi chiều sau, không đợi người đàn ông phản ứng, Hạ Tịch Nguyệt đã đi xuống giường muốn đi ra ngoài, cô làm gì thế? Cô làm sao lại không biết đau lòng chứ, cảm ơn anh, tiên sinh, nhưng mà tôi thật sự có chuyện quan trọng cần phải làm. Nói xong không đợi Âu Dương Thụy nói tiếp, đã mở cửa chạy đi ra ngoài. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com linh trực tiếp ở phần mô tả